Em ơi, lát nữa em ăn sáng xong rồi thì dọn rác, con chị sẽ nấu một món ăn thật ngon cho ngày cuối tuần nha. Dạ. Chị ơi, canh chua cà tía này thường hay ăn với cơm. Bữa nay chị nấu ăn với bún, làm miệng thật. Ừ, lâu lâu chị thay đổi khẩu vị, vậy mà ngon anh nhỉ? Dạ.